Ống kính Canon RF50 f1.8 LUSM ra mắt năm 2018 cũng khá lâu rồi nhưng mà vẫn là một trong chiếc ống kính rất là chất lượng. Hãy cùng tôi đánh giá về chiếc ống kính này nhé. Để thực tế, tôi mang ống kính để anh em làm dịch vụ thử nghiệm để họ đưa ra các đánh giá khách quan. Ai cũng biết về ống kính này và anh em rất là vui khi được trải nghiệm. Cảm ơn anh em đã hợp tác cho video lần này. Hãy cùng nghe xem họ nói như thế nào về chiếc ống kính này. Nét nào nhỉ? Nhanh, gọn và rất là bám. Nói chung là rất là bám, ví dụ cắm lên ví dụ dòng kiểu R62 hay là các thứ R3 thế tí à? Bám chặt luôn. Bán nhá, thì ví dụ kể cả lên chụp kính người, bọn người đi đường này, ví dụ con RP này đang chỉ lấy nét này thôi. Thì ví dụ nếu mà R62 phát nó rồi đây, bám thật đây. Đấy, bài này gì? Bám chết đấy. Bám chết luôn, đấy. Tiền chỉ đấy. Nó bám nét tốt nha. Vòng focus các thứ, cả cái vòng cài đặt này. Nghe kêu sướng không? Cầm mướp. Về thiết kế, đây là một chiếc ống kính khá to. Nếu anh em nào mà thích hầm hố thì đây đích thị là ống kính mà anh em cần. Cân nặng vào khoảng 1,03 kg, bao gồm cắp trước, cắp sau và hút. Ống kính có chiều dài 110mm, đường kính 85mm. Và ống kính này dùng với filter là 77mm. Nếu lắp hút vào thì tổng chiều dài vào khoảng 160mm, tức là khoảng 16cm. Ống kính có hai công tắc, một là để tắt bật lấy nét tự động hoặc là thủ công. Công tắc thứ hai là để khóa vùng lấy nét tối thiểu là 0,8m cho đến vô cực hoặc là full toàn giải. Khoảng cách lấy nét tối thiểu của ống kính 50 1.2 này là 0,4mm, tương tự như với ống kính RF50 f1.8 STM. Ống kính sẽ dùng đến hút có model là ES83. Ống có 9 lá khẩu và khác so với các ống kính EF khi mà nếu không hoạt động, các lá khẩu sẽ khép lại nhỏ nhất, có vẻ như để bảo vệ ống kính khỏi bụi bẩn. Cơ chế hoạt động của ống kính là thò ra thụt vào, nhưng mà chỉ thò ra một chút so với viền kính đằng trước. Đương nhiên, việc này có thể gây ra hiện tượng bụi chui vào trong ống kính nếu như chúng ta không bảo vệ hoặc là không gắn một cái filter ở đằng trước. Ống kính này sẽ không gắn được với ngàm teleconverter do kính ở đằng sau không có thiết kế lõm vào bên trong. Độ nét của ống kính Canon RF50 f1.2L rất là tốt theo cảm nhận của tôi. Chụp tại khẩu f1.2 cho ra chất ảnh trong veo, xóa phông mờ mịt, tuy nhiên vẫn giữ được nhiều chi tiết ở vùng nét của nó. Ở hình ảnh quầy bán kem này, vùng lấy nét nằm ngang ở giữa, di chuyển sang góc bên trái, độ nét rất tốt. Ở giữa, độ nét cũng ok. Và ở bên phải, độ nét cũng rất là tốt. Như vậy là sự sắc nét ở toàn bộ giải lấy nét của ống kính này. Chuyển sang bức hình khác ở một ngôi đền ở Hồ Hoàn Kiếm. Chúng ta thấy chữ khắc trên bức tường ở giữa, ở bên phải và ở bên trái đều khá là rõ nét. Đây là chiếc quạt thông gió ở một địa điểm bên cạnh Hồ Hoàn Kiếm. Các ví dụ tôi chụp mang tính đời thường, nếu các bạn cần những gì chuyên sâu hơn thì hãy góp ý nhé. Cá nhân tôi thì thích sự sắc nét và chất ảnh của ống kính này. Ở phần này chúng ta sẽ đánh giá về sự méo hình và tối góc. Tại khẩu f1.2 và 1.4 đều cho thấy tối góc. f1.8 thì đỡ tối hơn. Chúng ta thấy tối góc sẽ giảm dần khi chúng ta càng khép khẩu lại. Và ở khẩu f1.4 là chúng ta đã không còn thấy sự tối góc nữa. Thực ra thì chúng ta vẫn sẽ thấy nhưng mà không đáng kể. Nếu chúng ta tăng ISO lên thì hiện tượng tối góc không còn nhiều. Ví dụ như chúng ta tăng lên f8, chúng ta thấy hơi một chút tối góc. Để thấy rõ hơn, tôi mở Lightroom để tắt và bật tính năng khử méo và tối góc của một số bức hình để chúng ta có cái nhìn trực quan hơn. Không biết các bạn thấy như thế nào nhưng mà cá nhân tôi tối góc một chút như thế này nó cho ra nhiều cái hiệu ứng khá là đẹp. Ở bức hình bưu điện bờ hồ như thế này chúng ta mới thấy được rõ ràng cái sự tối góc của ống kính, tuy nhiên chi tiết rất là tốt. Ở giữa trung tâm của bức hình, chuyển sang một bức hình khác ở đền Ngọc Sơn, cũng thử tắt bật tính năng khử méo và khử tối góc. Thực ra với một khẩu mở lớn như thế này, việc có một chút tối góc là điều không thể tránh khỏi. Với khẩu mở lớn như thế này nó sẽ làm nổi bật đối tượng trong bức hình. Cảm nhận của tôi về viền tím của ống kính 50 f1.2L này là không đáng kể.
nó khá là mỏng nếu như so sánh với ống kính F1.8 STM bên tay phải. Chúng ta thấy độ dày viền tím của ống kính STM nó khá là dày, còn đối với ống kính F1.2L thì không đáng kể. Bức hình một người đàn ông đang tập thể dục, chúng ta hãy cùng xem lá cọ. Lá cọ chúng ta nhìn thấy nó có viền tím nhưng mà thực sự không đáng kể. Tất nhiên trong bối cảnh bức hình như thế này, viền tím nó có thể nhìn thấy rõ. Nếu chúng ta chuyển sang một bức hình khác, sự sắc nét là rõ ràng và thường sẽ xảy ra viền tím ở những bức hình như thế này, nhưng mà tôi thì không tìm thấy. Chuyển sang bức hình một người nghệ sĩ đường phố đang ngồi đánh đàn guitar, nhìn thoáng qua chúng ta sẽ không thấy có yếu tố viền tím ở đây. Nhưng mà khi chúng ta di chuyển đến đầu của dây đàn, nơi mà chốt của các dây đàn, thì chúng ta thấy có yếu tố viền tím. Tuy nhiên nó không quá dày. Tất nhiên là khi tôi phóng to lên chúng ta có thể thấy rõ, nhưng mà nếu như chúng ta zoom lại 100% thì hiện tượng viền tím không còn đáng kể nữa. Chuyển sang bức hình một số bạn gái đang đi dạo, tôi có cảm nhận một chút ám tím ở khuôn mặt các bạn ấy, cũng như làn da của bạn mặc áo đen. Chuyển sang một người mẫu đang chụp hình, tôi cố tình để quá sáng một chút để xem hiện tượng viền tím có xảy ra ở trên mép của chiếc áo này hay không. Và thực sự tôi rất ấn tượng đối với chiếc ống kính 50L F1.2 này. Nó giảm thiểu được rất nhiều yếu tố viền tím. Tất cả những bức hình này đều là những bức hình gốc và tôi đã bỏ các tính năng khử viền tím đi rồi. Chúng ta xem thêm một chút hình ảnh từ những cửa hiệu. Nó bị quá sáng một chút, chúng ta có thể thấy viền tím nó không xuất hiện, hoặc có thể là ở mức rất thấp, nó không quá để có thể phát hiện ra. Màu sắc những bức hình chụp từ ống kính này tôi đánh giá rất là trong trẻo, nổi bật chủ thể trong khung hình, đặc biệt là tại khẩu F1.2. Các bức hình này tôi đang để ở Picture Style là Standard và không dùng bất cứ chỉnh sửa nào. Tất nhiên tôi chụp sẽ không đẹp bằng các anh các chị và các bạn, nhưng mà cảm nhận của tôi nếu so với các ống kính RF 2470, 2870 hay là các ống kính Tele 70-200 F4 hay là F2.8 mà tôi đã từng review thì nó cho ra chất ảnh đẹp hơn và nó cho ra hình ảnh và màu sắc ổn định hơn. Có thể nói ngang ngửa ống chân dung RF 85 của Canon F1.2. Có lẽ chất ảnh của ống kính fix luôn có sự khác biệt. Không biết mọi người có cảm thấy như vậy hay không? Hãy comment cho tôi nhé. Tôi thường rất là thích những cái bokeh của những ống kính có độ mở khẩu lớn. Và chiếc ống kính 50 F1.2L này cũng là một chiếc ống kính như vậy. Tại khẩu F1.2 thì những bokeh nó có hình quả chám. Tất nhiên để mà lung linh như là F1.2 defocus thì không có. Nhưng mà tôi đánh giá nó rất là đẹp. Với hình ảnh như trên hình, nếu như chúng ta để cùng thông số như nhau, nếu mà ISO 100 thì nó sẽ cho cái bokeh nó thiếu rực rỡ hơn. Còn nếu để ở cùng tốc độ phơi sáng và ISO và chúng ta thay đổi khẩu độ thì chúng ta có thấy sự khác biệt. Như các bạn biết, chúng ta càng khép khẩu thì bokeh sẽ càng nhỏ đi. Lúc này tôi đang thử khép khẩu lại để các bạn có thể thấy sự khác biệt. Đây là khẩu 1.8, khẩu 2.0, khẩu 2.8, khẩu 4. Nếu tôi giữ nguyên body ở cùng một vị trí và thay đổi từ ống kính F1.2L sang ống kính F1.8L thì cùng với một đối tượng thì máy ảnh sẽ chụp được đối tượng ở xa hơn khi mà dùng ống kính STM. Bokeh tại mắc khẩu của ống kính STM y hệt tại mắc khẩu của ống kính F1.2L. Ví dụ như thế này, tôi đang so sánh giữa hai ống kính 50 ở mắc khẩu F1.2 bên tay trái và mắc khẩu F1.8 bên tay phải. Hình ảnh bokeh của hai ống kính là như nhau. Tuy nhiên nếu để body và đối tượng ở cùng một vị trí mà chỉ thay ống kính thì bokeh của ống kính F1.2L nó sẽ to hơn. Ngoài ra tôi đánh giá về cái sự chuyển màu của chiếc ống kính 50 F1.2L nó tốt hơn nhiều. Hình ảnh thì thấy sáng hơn, nhưng mà tôi có một cái cảm giác là hình ảnh của chiếc ống kính 50 F1.8 STM thì nó lại có độ tương phản cao hơn. Đây là tôi set up hình ảnh và ánh đèn ở cùng một cái điều kiện như nhau và cùng một body máy ảnh. Còn bây giờ là so sánh bokeh của hai chiếc ống kính ở cùng một khẩu là F1.8. Khẩu F1.8 của chiếc F1.2L bên tay trái nó đã tròn hơn và nó không còn hình quả chám như với ở khẩu F1.2. Bây giờ chúng ta sẽ so sánh bokeh của hai chiếc ống kính cùng tiêu cự 50 nhưng mà cùng khẩu để xem nó có khác nhau như thế nào. Lúc này tôi đã kéo đối tượng
lại gần một chút khi mà tôi dùng với ống kính 50F1.8 STM để đảm bảo cái tỷ lệ khung hình là như nhau, và chúng ta sẽ xem cái sự khác nhau của bokeh. Từ khẩu F2.8 chúng ta đã thấy là bokeh của hai chiếc ống kính đều cho ra những cái hình dáng như nhau. Chuyển sang khẩu F4 cũng như vậy. Về cơ bản, tôi khá là ấn tượng đối với bokeh của ống kính 50F1.2L này. Tuy nhiên, nếu như so sánh với ống kính STM1.8 thì cũng không có quá nhiều sự khác biệt. Còn về hiện tượng flare và ghost thì hiện tượng ghost các bạn nhìn thấy nó khá là rõ. Còn nếu nói đến tia, tức là flare, thì với 9 lá khẩu, bình thường ống kính sẽ cho ra những cái chùm tia 18 tia. Tôi có thử nghiệm ở cả ngoài trời và trong phòng. Ở trong phòng tôi dùng một ánh sáng có cường độ cao và chúng ta cũng thấy rõ là hiện tượng ghost của ống kính 50F1.2L này là khá rõ ràng. Phần cuối cùng cũng là một phần khá là quan trọng, đó là cái khả năng lấy nét của chiếc ống kính này. Đây là tôi đang thử tốc độ lấy nét khi ở chế độ chụp hình. Cũng muốn nhắc lại, ở phần trước tôi có nói rằng chiếc ống kính 50F1.2L này là một ống kính hoạt động theo cái cơ chế thò thụt, nhưng mà nó thò thụt cho đến cái mép đằng trước của ống kính mặt trước thôi, chứ nó không lòi hẳn ra bên ngoài, và nó sẽ lùi ra lùi vào. Khi thực hiện việc lấy nét thì tôi thấy ống kính phản hồi rất là nhanh. Khi các bạn lấy nét, có thể các bạn sẽ cảm giác nó sẽ là hơi nặng, nhưng mà bù lại nó lấy nét rất là chính xác và khá là nhanh. Do ống kính khá là to nên chúng ta có thể cảm nhận được ống kính hoạt động khi mà chúng ta cầm trên tay. Còn về hiện tượng ống kính thở, tức là focus breathing, thì thực sự tôi khá là ấn tượng với chiếc ống kính 50F1.2L này khi mà nó không có thay đổi quá là nhiều những đối tượng ngoài vùng lấy nét. Các bạn thấy là tôi đang để ở chế độ quay phim. Việc giảm thiểu cái hiện tượng focus breathing nó rất là quan trọng trong quá trình quay phim. Nó khiến cho các hình ảnh trong một khung hình sẽ được đảm bảo một cách ổn định nhất khi mà chúng ta di chuyển, tiến và lùi đối tượng. Những vật thể khác không thay đổi về kích thước quá nhiều. Như vậy là tôi đã chia sẻ xong về những cái đánh giá của tôi về chiếc ống kính Canon RF50F1.2L USM. Đây thực sự là một ống kính rất là ấn tượng. Không biết các bạn cảm thấy như thế nào? Những anh em mà tôi đã nhờ để review, thực sự họ rất là ấn tượng với chiếc ống kính. Và tôi rất mong những thông tin mà tôi cung cấp ở đây sẽ giúp cho anh em trong việc là chúng ta có nên nâng cấp và đầu tư cho chiếc ống kính này hay không. Các bạn thấy có phần nào nó chưa đúng thì hãy cứ comment để chúng ta cùng nhau trao đổi. Còn những gì mà các bạn thấy hấp dẫn và thấy video này hữu ích thì hãy đừng quên đăng ký kênh của tôi, và hẹn gặp lại các bạn trong một video khác. Xin cảm ơn.